Hai xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh của mình. Thì ở những clip tiếp theo mình sẽ hướng dẫn cho các bạn là những cái module khác nhau nữa. Thì mình đã có ra một cái list về 32 cái module, thì gồm có nói chung là những cái module này cần thiết ha. Thì như là thêm giỏ hàng nè, rồi thuộc tính sản phẩm nè, bình luận bằng Ajax nè ha. Thì đa phần là bằng có Ajax, có JSON và Laravel. Thì mình kết hợp vào nhau, mình mix vào với nhau ha. Thì mình đã thêm được một vài cái module nhỏ cho cái project này. Thì một mình đã thêm được cái module là ví dụ như một cái sản phẩm thì nó sẽ theo dõi được là các bạn thêm cái sản phẩm đó cách đây bao nhiêu ngày, bao nhiêu phút, bao nhiêu tháng đây ha, tháng trước nè, 4 ngày trước nè ha, ví dụ vậy. Rồi mình thêm một cái module nữa là giỏ hàng nè đó, cái này là thêm sản phẩm bằng Ajax ha. Thì khi đây có mã giảm giá, mình đã làm mã giảm giá nè, rồi cập nhật đơn hàng thì mình đã hướng dẫn cho bạn rồi. Rồi tiếp tục gì nữa ta, đăng nhập để thanh toán, ví dụ như mình có đăng nhập ha, mình đăng nhập bằng một cái tài khoản mà mình đã hướng dẫn cho các bạn ha, ví dụ vậy. Rồi rồi ví dụ như ví dụ có mã giảm giá, ở đây mình có hai cái mã giảm giá mình đã làm rồi nè mấy bạn ha. Mã giảm giá đây này, tên mã ha, này nhập mã giảm bá giá, cái này liệt kê mã thì mình sẽ giảm theo tiền ha. Ví dụ như mình giảm theo một cái kiện hàng nó bao nhiêu thì mình giảm 100%, 10%, mình giảm theo phần trăm và giảm theo tiền không các bạn. Thì đơn vậy, đơn giản là vậy. Còn mã hàng thì còn cái nhiều cái giảm giá khác nhau nữa, ví dụ giảm giá là mỗi sản phẩm giảm giá 50, rồi sản phẩm khuyến mãi nào thì mới được giảm giá và sản phẩm nào không khuyến mãi thì không được giảm giá. Nhưng mà ở đây mình làm giảm giá chung ha, thì đa phần mình sẽ có giảm theo phần trăm và giảm theo tiền ha. Đa phần những cái kinh doanh online á, để nó dùng thì mình hướng dẫn cho mấy bạn ha. Rồi ví dụ như là mình ví dụ COVID nè, này mã COVID thì mình giảm 100.000 ha, thì nó sẽ trừ mặt định, nó trừ 100.000 là còn bao nhiêu đây ha, đó trừ 100.000 rồi đó. Rồi ví dụ như mình nhập mã này thì cái mã này á, là do các bạn tự nhập ha, do các bạn tự nhập đó. Thì đây nè, đây là ví dụ như là mã khuyến mãi nè, ví dụ mình thêm một cái mã nữa, ví dụ như là tên mã là giảm giảm 100% đi ha, à giảm 90% đi, ví dụ vậy, giảm 90%. Tạo mã thì ví dụ như cô chính ví dụ như là project, ví dụ project 90 đi ha. Rồi số lượng mã mình cho 10, là số lượng mã là bao nhiêu á ha, là 10 10 10 cái mã này thôi, cho 10 khách hàng VIP thôi ha. Giảm theo phần trăm nè, rồi nhập số phần trăm là 90 ha, rồi mình thêm. Thì ở đây mình đã thêm thành công rồi, thì qua đây nè, mình liệt kê cái mã khuyến mãi mình ra, thì đây là giảm 90% ha, số mã là 10 mã. Bây giờ mình nhập cái mã này vô project 90 ha mấy bạn. Rồi thì mỗi khách hàng chỉ được nhập mỗi một mã thôi ha. Đây 10 triệu thì giảm 90, còn 1 triệu 088.000 ha. Rồi sau khi thêm mã xong rồi là mình có quyền là xóa mã ha. Xóa mã thì nó sẽ lấy lại như cũ ha. Đây mình giảm cho 10% đi, mình giảm cho 100.000 đi. Ha, giảm 100.000. Rồi mình sẽ nhập là đơn hàng. Ở đây mình chưa có làm cho các bạn là phần vận chuyển ha. Thì sau này mình sẽ làm ha, đơn hàng giảm giá đi, ví dụ vậy, đơn hàng giảm giá. Rồi mình xác nhận mình mua hàng. Thì sau khi mình mua hàng xong thì mình sẽ có là quản lý đơn hàng. Ha, đây là cái đơn hàng mới, đây là mã đơn hàng, là cái ngày đặt của mình là bây giờ là 12 giờ mấy ha. Bây giờ đang nghỉ trưa ha. Rồi ok, mình quản lý đơn hàng. Thì quản lý đơn hàng nó có cái thông tin của người bạn mua hàng. Rồi đơn hàng mới hoặc là đã xử lý đơn hàng, đã giao. Ví dụ như ở đây nè, ví dụ như đã giao ha, ví dụ như mình có đã giao thì nó sẽ trừ thẳng vào cái số lượng trong kho ha, hoặc là tạm giữ nè đó. Tạm giữ thì mặc định nó sẽ cộng lại cái sản phẩm đó vào số lượng trong kho ha. Rồi ví dụ như là chuyển khoản hoặc tiền mặt ATM gì đó ha. Đấy rồi in đơn hàng thì ở đây mình có in đơn hàng các bạn, thì tạm thời mình chỉ in đơn hàng. Thì đó, tên công ty nè, rồi số lượng giá tiền này giống y chang ha, tiền sau giảm nè, đó mã mình đã sử dụng nè đó ha. Tiền người lập phiếu, cái đó thì cái này là đơn giản thôi, cho các bạn in in đơn hàng ra để gửi, ví dụ như gửi khách hàng, ví dụ vậy ha. Rồi sau này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn. À còn một cái module mình đã làm nữa là làm hướng dẫn cho các bạn á, thì đây thì trong loại sản phẩm thì mình sẽ có lọc theo giá tăng dần ha. Lọc theo giá tăng dần thì đây từ 600 nè đó, các bạn thấy là giá tăng dần chưa ha.
Đó, 9 triệu mấy là cái mà cao nhất nè, nhưng thực chất ra không có Quay Pro nào mà 9 triệu mấy hết đó, quá mắc ha. Quay Pro thường là 2 triệu mấy trở xuống thôi ha. 9 triệu mấy thì ông nội ai cũng nói giá giảm dần nè, từ 9 triệu mấy ha, nó sẽ giảm dần cho tới là 680 ngàn là rẻ nhất ha. Rồi tiếp tục là sắp xếp theo A, Z thì cái này chắc cả biết rồi ha nè, chữ A đầu tiên nè, Z cuối cùng nè ha, sắp xếp theo tên ha. Rồi sắp xếp theo Z A, đây Z đầu tiên nè mấy bạn, Z đầu tiên rồi A cuối cùng, ok chưa? Đó thì mặc định là lập từ, ví dụ như mình có giá rẻ nhất ha, nó sẽ lấy giá rẻ nhất, mình mặc định mình lập trình cho nó là lấy giá rẻ nhất của cái thằng sản phẩm, để ngoại trừ cái khả năng mà cái sản phẩm đó không bán được ha, không bán được hoặc là người ta không có kéo được, thì nó sẽ dư cái tồn kho lại ha. Rồi giá mắc nhất là nhà 9 triệu 580, thì tại sao 9 triệu 580? Thì cái giá mắc nhất là mình lấy đi, mình trừ cho khoan, từ từ mình lập giá. À cái này nó hơi bị lỗi nè, nó hơi bị lỗi chỗ à, 9 triệu rưỡi nè. Đó rồi ok, bây giờ là lập từ, ví dụ như mình muốn lập từ 600 ngàn cho tới 1 triệu ba đi, thì nó sẽ lập từ 600 ngàn cho tới mình 1 triệu ba nè, thì nó ra hai cái sản phẩm này. Rồi cái hiển thị nè, đó thì hiển thị theo cái dạng mà dạng dạng list và danh sách, và hiển thị theo cái dạng cột nữa các bạn. Đó thì cái này các bạn thường thấy ở những cái trang web khác ha. Rồi thì còn nhiều cái modem nữa, thì xác nhận qua đơn hàng qua mail nè, rồi liên kết thương hiệu nè. Đó thì mình sẽ cố gắng mình làm hết ba cái hai cái modem này cho các bạn ha. Thì coi như là nó cũng đã một phần nào là đủ modem dành cho một cái trang web đơn giản ha. Đó thì các bạn chỉ cần làm cho tới tới cái bài này thôi ha, tới cái bài này mình hướng dẫn thôi, nãy giờ mình demo cho các bạn thì các bạn đã đủ một cái một trang web cơ bản rồi, các bạn không cần những cái modem phức tạp như 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 mai mốt mình hướng dẫn đâu. Nhưng mà cho điều mà các bạn nào muốn thì cứ việc subscribe kênh để xem, còn thôi thì coi như là xem chơi cũng được ha. Xin chào mấy bạn ha.